Hôm nay, chúng ta cùng nói về một truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất trong lịch sử, Thí nghiệm Philadelphia. Nó nổi tiếng nhất là phim. Bộ phim này được ra mắt năm 1984, sau đó vào năm 1993 quay lại, năm 2013 lại quay lại một lần nữa. Và bộ phim này chính là được cải biên dựa trên truyền thuyết đô thị Thí nghiệm Philadelphia. Việc thí nghiệm Philadelphia này là thật hay giả thì không biết. Hôm nay, tôi sẽ nói với mọi người rốt cuộc sự việc này là như thế nào. Trong đây có liên quan đến rất nhiều nhà vật lý học nổi tiếng, ví dụ Tesla, Einstein, von Neumann. Vào thời Thế chiến II, một loại vũ khí quan trọng nhất và cũng lợi hại nhất của Mỹ chính là tàu chiến. Thực ra vào thời điểm đó, ai có thể kiểm soát trên biển thì người đó có thể kiểm soát thế giới. Thế nhưng tàu chiến còn có một vấn đề chí mạng, đó là nó rất dễ bị phát hiện. Dễ bị phát hiện này có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất đó là ở trên vùng biển rộng lớn không có vật che khuất chống trải mênh mông này. Tàu chiến lớn như vậy, nhìn thoáng qua chẳng phải thấy ngay hay sao? Về trực quan thì nó rất dễ bị phát hiện. Còn có một tầng ý nghĩa nữa, đó là loại tàu khổng lồ kết cấu từ thép này, do ảnh hưởng bởi địa từ trường, bản thân nó đã có thể sinh ra từ tính. Nó có thể biến thành một cục nam châm, mà hiện tại trên radar đều thông qua từ trường để phát hiện ra tàu chiến. Vì thế cho nên, dù là vào buổi tối chúng ta không nhìn thấy tàu chiến đi chăng nữa, thì vẫn có thể phát hiện ra nó. Và ngoài radar sẽ phát hiện ra tàu chiến, còn có thứ thông qua từ trường có thể phát hiện tàu chiến, chính là thủy lôi. Thủy lôi bình thường đều đỗ trong biển. Khi có thuyền đi qua nó, thì nó có thể cảm nhận thấy xung quanh có nam châm. Bùm, sẽ phát nổ ngay lập tức. Vậy thì Mỹ vì để đảm bảo tàu chiến của mình an toàn, nên đã khởi động một kế hoạch. Đó là nghiên cứu phát triển ra một loại vũ khí phòng ngự điện tử. Thứ này, trước tiên cần phải khử từ được cho con tàu. Như thế này nó không còn từ tính nữa, thì thủy lôi cũng không thể phát hiện, radar cũng không thể phát hiện ra. Một điều nữa, đó là tốt nhất có thể khiến cho nó biến mất khỏi tầm nhìn. Kế hoạch nghiên cứu về loại vũ khí phòng ngự này chính là kế hoạch cầu vồng nổi tiếng. Vậy thì tại sao Hải quân Mỹ lại dám có suy nghĩ táo bạo đến như vậy? Thực ra đó là vì vào năm 1925, Einstein đã phát biểu lý thuyết trường thống nhất. Đó là Einstein thử dùng một loại lý luận để giải thích tất cả mọi hiện tượng vật lý. Ông ấy muốn biết nguồn gốc của thế giới này là gì. Vì thế cho nên, nửa cuộc đời sau của Einstein đều đang nghiên cứu về vấn đề này. Ông ấy cho rằng, nếu nghiên cứu rõ ràng điều này rồi, cả vũ trụ vận hành như thế nào thì tôi liền biết. Lý thuyết truyền thống nhất này muốn giải thích thì rất trừu tượng. Tôi sẽ giải thích một cách đơn giản cho mọi người một chút. Đó là tất cả màu sắc mà hiện nay chúng ta có thể thấy trên thế giới này thực ra đều là do ba màu sắc cơ bản tổ hợp thành. Ba màu cơ bản này thực ra cũng được chia làm hai loại. Một loại ba màu cơ bản về mặt quang học gọi là đỏ lục lam. Ba màu cơ bản về màu sắc gọi là đỏ vàng lam. Bất kể là màu sắc nào thì đều có thể dùng ba màu cơ bản tạo thành, chỉ là tỷ lệ khác nhau mà thôi. Cũng tức là nói, nguồn gốc của màu sắc chính là ba loại màu này. Einstein bèn thử tìm ra ba màu cơ bản trong thế giới vật lý. Vào năm 1925, Einstein cho rằng nguồn gốc của tất cả mọi hiện tượng vật lý trên thế giới này chính là tổ hợp của điện từ trường cộng trường hấp dẫn. Và hiện nay thì nói là bốn loại, còn có trường tương tác mạnh và trường tương tác yếu. Ông nói tất cả mọi hiện tượng vật lý đều là do lực hấp dẫn và lực điện từ hợp lại mà thành. Lực hấp dẫn này chúng ta không thể kiểm soát được, thế nhưng lực điện từ chúng ta có thể kiểm soát. Cho nên chúng ta chỉ cần kiểm soát được lực điện từ, cũng tức là nói chúng ta có thể tạo ra các dạng các loại hiện tượng vật lý. Ví dụ như dịch chuyển tức thời, ví dụ như tàng hình, đây đều là hiện tượng vật lý. Vì thế, có một nền tảng lý thuyết như vậy rồi, Hải quân Mỹ bèn cảm thấy họ có cơ hội. Đương nhiên, sau đó Einstein đã thừa nhận rằng lý luận này có lỗ hổng. Cho đến tận ngày nay thì cũng không có ai hoàn thiện được lý luận này của Einstein. Có lẽ thế giới này không đơn giản như vậy, thế nhưng cũng có thể là vô cùng đơn giản. Tức là nói, thế giới nhìn có vẻ phức tạp này rất có khả năng chính là do mấy thứ rất đơn giản liên tục tổ hợp mà thành. Cho đến ngày nay, tôi vẫn chưa biết những thứ gốc rễ này là thứ gì. Ít nhất thì Einstein cho chúng ta một loại khả năng, cho chúng ta một niềm tin và một hy vọng. Đó là chúng ta có thể thông qua thứ mà chúng ta có thể kiểm soát để thay đổi thế giới này. Vậy thì dựa trên mô hình lý thuyết cơ bản nhất này của Einstein, Hải quân Mỹ nghĩ nên thiết kế ra thứ như thế nào? Và đương nhiên rồi, Einstein là một nhà vật lý học về lý thuyết. Hải quân muốn làm ra một loại vũ khí như vậy thì phải tìm phái thực chiến cơ. Và thế là họ đã nhắm trúng một người. Người này chính là Tesla. Trong phái thực chiến thì Tesla là thứ nhất. Einstein là số một trong phái lý thuyết. Bởi vì trong lý luận của Einstein, khống chế thế giới này chính là lực điện từ, mà vua lĩnh vực điện từ chính là Tesla. Vì vậy, vào năm 1942, Mỹ đã giao vị trí người phụ trách kế hoạch cầu vồng cho Tesla. Và Tesla cũng không phụ lòng mong đợi, rất nhanh đã nghiên cứu ra một thiết bị như vậy. Thế nhưng trong một số thí nghiệm phạm vi nhỏ,
Tesla đột nhiên phát hiện thiết bị này của ông có khuyết điểm, sẽ có thể sinh ra một số việc khó mà tin nổi. Vì thế cho nên, Tesla đã yêu cầu quân đội Mỹ cho ông ấy thêm chút thời gian để ông ấy giải quyết tác dụng phụ này. Kết quả cứ ngày này qua ngày khác, tiền cũng tiêu tốn không ngừng. Các tác dụng phụ này đến cuối cùng vẫn không sao giải quyết được. Tác dụng phụ này là gì thì chỉ có bản thân Tesla mới biết, bởi vì cái cỗ máy của ông ấy về căn bản không ai có thể hiểu được. Cho đến cuối năm 1942, phía Hải quân có chút không chịu được nữa rồi. Nói ông nghiên cứu cũng lâu lắm rồi, chúng tôi cũng tiêu tốn nhiều tiền như vậy rồi, ông cũng phải cho chúng tôi một kết quả chứ. Tác dụng phụ ông nói nếu không nghiêm trọng quá cũng có sao đâu, chúng ta cứ lấy ra dùng đã. Thế nhưng Tesla biểu thị không được, cái này bắt buộc phải hoàn thiện rồi mới đưa cho các ông dùng được, nếu không thì đừng có tìm tôi, các ông muốn tìm ai thì tìm. Và sau đó thì Tesla và quân đội Mỹ cãi vã qua lại, cuối cùng Tesla thực sự đã từ chức. Kết quả là quân đội Mỹ đã khống chế ông ấy, nhốt trong khách sạn ở New York. Ngày 7 tháng 1 năm 1943, chẳng mấy ngày sau, Tesla đã qua đời. Sau đó, người của FBI vào phòng của ông ấy mang hết tất cả mọi tài liệu đi. Việc này thì chúng ta đã từng nói trong video trước rồi. Cho nên mới nói, thí nghiệm Philadelphia này với cái chết của Tesla rất có thể có liên quan trực tiếp với nhau. Vậy thì sau khi Tesla qua đời, kế hoạch này vẫn phải tiếp tục thực hiện. Vì thế nên quân đội Mỹ cần phải tìm một người thay thế Tesla. Thế nhưng người như này khó tìm lắm. Đầu tiên, họ chỉ có thể tìm Einstein. Nhưng mà Einstein là một nhà vật lý lý thuyết, ông ấy hoàn toàn không có nghiên cứu về chế tạo vũ khí. Sau đó đúng là có tài liệu xác minh rằng năm 1943, Einstein đã tham gia vào nghiên cứu vũ khí của Mỹ. Vậy sau khi Einstein bước vào, dự án này vẫn không có tiến triển thuận lợi. Và thế là họ lại tìm một người khác, chính là von Neumann. Ông von Neumann này được xưng là thiên tài toàn năng của thế kỷ 20. Người này cái gì cũng biết, chế tạo bom nguyên tử, ông ấy cũng tham gia. Máy tính mà hiện nay chúng ta dùng cũng là do ông ấy thiết kế ra. Và ông ấy cũng nghiên cứu về lĩnh vực điện tử. Sau khi von Neumann đến, ông ấy nghiên cứu mãi xong cũng nói việc này tôi không làm được. Và thế là quân đội Mỹ lại kết hợp cho ông một người khác nữa, là một nhà điện tử học vô cùng nổi tiếng, Thomas Thurston Brown. Một nhóm người này đều tham gia vào rồi, chính là về để nghiên cứu cuộn dây điện Tesla. Sau khi nghiên cứu khoảng nửa năm, vào tháng 8 năm 1943, cuối cùng cũng đã nghiên cứu thành công. Họ nói có lẽ là được rồi, vì vậy đã quyết định làm một thí nghiệm. Thực ra họ nói là được, có thể là đã bị ép. Bởi vì lúc đó, thời hạn kế hoạch cầu vồng này là ngày 20 tháng 8 năm 1943. Cho đến tận tháng 8 họ mới nói, được rồi, hơi có cảm giác như bị ép vậy. Đứng trước quân đội, dường như các khoa học gia cũng không có tiếng nói mấy. Ngày 12 tháng 8 năm 1943, vào 9 giờ sáng, họ đã đem cuộn dây điện Tesla, hai cuộn dây điện lớn lắp đặt lên một tàu chiến Mỹ. Quân hạm này chính là chiếc tàu khu trục đầu tiên của Mỹ, mang tên USS Elric. Lúc đó, chiếc thuyền này đang ở cảng hải quân Philadelphia. Trên tàu có 22 sĩ quan binh lính. Đúng 9 giờ sáng, họ đã kích hoạt cuộn dây điện Tesla. Sau khi khởi động, thân tàu bắt đầu rung chuyển dữ dội, phát ra ánh sáng xanh lam, hơn nữa còn phát ra âm thanh hồ quang điện. Bạn có thể tưởng tượng cảnh, cùng với ánh sáng nhấp nháy ngày càng lớn, xung quanh đường truyền âm thanh xuất hiện khói mờ xanh lục. Chỉ trong mấy giây, dưới con mắt chăm chú dõi theo của mọi người, con tàu này pong biến mất rồi. Con tàu cùng với làn khói xanh cũng biến mất. Kết quả là cùng lúc đó, ở nơi cách xa cảng hải quân Philadelphia này 320 km, xung quanh căn cứ hải quân Norfolk đã phát hiện con tàu USS Elric này. Phát hiện ra con tàu USS Elric này đầu tiên chính là một tàu buôn vừa hay đi ngang qua đó. Và con tàu buôn đó chính là SS Andrew Furusev. Căn cứ theo những gì người trên tàu buôn sau này kể lại, đó là trong khi họ đang di chuyển, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám sương mù. Và rồi chính trong đám sương mù này bèn hiện ra một quân hạm siêu lớn, làm cho họ giật cả mình. Do tàu chiến này nằm ngay trên đường di chuyển của họ. Hơn nữa, lúc họ phát hiện ra thì đã cách rất gần rồi. Vì thế họ đã nhìn thấy rất rõ trên quân hạm này có ghi USS Elric. Vậy là họ kịp thời chuyển hướng, bèn đi vòng qua quân hạm này. Nhưng mà họ vẫn luôn quan sát nó. Và rồi mấy phút sau, nó đã biến mất. Vì thế cho nên, tất cả mọi người trên tàu đều ghi nhớ rất rõ ràng cảnh tượng này. Một tàu chiến đột nhiên xuất hiện và rồi lại biến mất. Và rồi lại vào đúng lúc đó, con tàu này lại đã xuất hiện tại cảng hải quân Philadelphia. Cũng tức là nói, con tàu này từ cảng hải quân Philadelphia đã di chuyển tức thời đến căn cứ hải quân Norfolk, và rồi lại từ căn cứ hải quân Norfolk di chuyển tức thời trở lại. Và lúc này đây, người ở cảng Philadelphia lập tức lên thuyền xem. Bắt đầu từ giây phút này, một bộ phim khoa học viễn tưởng đã trở thành phim kinh dị. Cảnh tượng trên con tàu vô cùng thê thảm, rất nhiều nơi đều bốc cháy, không ít thuyền viên bị thương, còn có rất nhiều thuyền viên đã biến mất. Thậm chí có người nói rằng thân thể một phần thuyền viên trên tàu đã hòa lẫn vào với con tàu. Sau đó, căn cứ theo miêu tả của những người may mắn sống sót,
Đó là sau khi họ khởi động cuộn dây điện thì con tàu bắt đầu phát sáng. Người trên tàu đã không còn nhìn thấy thế giới bên ngoài tàu nữa rồi. Họ bị một đám ánh sáng trắng bao trùm, không thấy gì bên ngoài hết. Và rồi tất cả mọi người đều không thể động đậy được, cứ giống như bị lực hấp dẫn hay một lực khổng lồ nào đó hút tại đó. Và rồi dần dần nhìn thấy trên thân một số người bắt đầu bốc cháy. Về sau đó xảy ra chuyện gì thì không còn nhớ nữa, là cảm giác như vậy đó. Đối với người ở bên ngoài tàu mà nói thì con tàu chiến này Pong rồi biến mất mà thôi. Kết quả thí nghiệm này là nằm ngoài dự đoán của Hải quân. Thế nhưng đối với Hải quân mà nói, họ đã có được một thu hoạch vô cùng bất ngờ. Đó là vốn dĩ họ muốn cho con tàu tàng hình, không ngờ rằng tàu lại đã di chuyển tức thời rồi. Cho nên họ thấy rằng kế hoạch này là thành công, cần nghiên cứu tiếp nữa. Khi tàu trở về, không phải là do họ ấn nút tắt mở cho nó về, mà là nó tự về. Sự việc này kéo dài trong khoảng mấy phút. Và thế là phía Hải quân quyết định theo hướng di chuyển tức thời nghiên cứu lại. Di chuyển tức thời còn khủng hơn tàng hình. Đương nhiên, họ cũng thấy trong thí nghiệm này của họ có một sai lầm cực lớn, đó là để người ở trên tàu. Và thế là vào tháng 10, Hải quân Mỹ lại tiến hành thí nghiệm lần thứ hai. Lần này thì không cho người lên, tất cả đều là thao tác từ xa. Thế nhưng kết quả lần này đã thất bại, tàu không có biến mất, thế nhưng hai cuộn dây Tesla lại đã biến mất rồi. Vì thế cho nên, cuộn dây không còn nữa, thí nghiệm này cũng chẳng có cách nào thực hiện được nữa. Thí nghiệm Philadelphia hoàn toàn bị gác lại. Cuộn dây là do Tesla tạo ra, mà Tesla thì không còn nữa rồi. Họ bèn đi tìm những ghi chép trong di vật của Tesla. Thế nhưng tất cả mọi thí nghiệm của Tesla đều là được thực hiện trong não bộ. Cho nên rất có thể đúng là không tạo ra được nữa rồi. Cảm giác như Tesla đã mang cuộn dây đi rồi. Thế nhưng tất cả nội dung tôi vừa nói, quân đội Mỹ chưa từng thừa nhận bao giờ cả. Cho nên chúng tôi mới nói nó là một truyền thuyết đồ thị. Vậy thì từ trước đến giờ, một chữ quân đội Mỹ cũng không nói, thì làm thế nào mà phát hiện ra chuyện này được? Đó là vào năm 1956, một người có tên Maurice Jessup. Ông là một tiến sĩ thiên văn học và toán học, giảng dạy tại một trường đại học. Ông Maurice đặc biệt rất quan tâm đến UFO, hơn nữa còn viết rất nhiều sách liên quan đến UFO, cũng được coi là người khá nổi tiếng tại Mỹ. Năm 1956, Maurice nhận được một lá thư. Bức thư này đến từ một người tên Allenday. Người này chính là thuyền viên trên con tàu buôn mà phía trước chúng ta có nói đến. Trong bức thư, Allenday nói: "Tôi đã đọc sách của ông, tôi rất thích nội dung mà ông viết." Allenday nói: "Việc mà hôm nay ông muốn nói trong thư, có lẽ chỉ có ông Maurice mới tin, vì thế ông ấy đã viết ra cảnh tượng mà mình nhìn thấy 13 năm trước." Ông ấy nói rằng sự việc này đối với tất cả những ai có mặt trên con tàu lúc đó thì đều là sự kích động rất lớn. Cho nên sau đó, ông ấy có nghiên cứu sự việc này, mới biết đây rất có thể là một thí nghiệm mà Hải quân Mỹ từng thực hiện, thí nghiệm Philadelphia. Còn về phía Maurice, lúc đầu thì ông ấy không tin sự việc này lắm. Về sau đó, sau khi liên lạc với Allenday một vài lần thì cứ để mặc thế. Kết quả là 3 năm sau, vào năm 1959, có một ngày Maurice đã tự sát mà không hề có bất cứ điểm báo trước gì cả. Hơn nữa trước khi tự sát, ông ấy còn gọi điện thoại cho một người bạn của mình. Trong điện thoại nói: "Tôi đã tìm thấy chứng cứ thí nghiệm Philadelphia rồi, tôi muốn gặp anh sớm nhất có thể." Kết quả là khi người bạn vừa đến nơi thì Maurice đã chết rồi, nên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Người bạn của Maurice cũng không biết chuyện gì. Về sau đó, trong quá trình điều tra, phía cảnh sát phát hiện ra bức thư mà Allenday viết cho Maurice, bởi vì trong đó có nhắc đến quân đội Mỹ. Vì thế cho nên, Hải quân Mỹ ngay lập tức can thiệp vào điều tra. Hải quân Mỹ liền bắt đầu tìm Allenday. Kết quả là không tìm thấy. Về tìm Allenday, Hải quân Mỹ là có thừa nhận. Trong báo cáo quân sự của Hải quân Hoa Kỳ, nói là có một người bịa chuyện, nói Hải quân chúng ta làm thí nghiệm, chúng ta phải tìm ra ông ta. Kết quả là không tìm thấy. Nhưng mà có rất nhiều người cảm thấy thật kỳ lạ. Người này chỉ viết một câu mà có thể thu hút sự chú ý của quân đội đến vậy. Điều này chẳng phải rất kỳ lạ hay sao? Và 10 năm sau khi ông Maurice qua đời, cũng tức là năm 1969, có một ông già đột nhiên đứng ra nói trước truyền thông rằng mình chính là Allenday. Người viết thư cho Maurice năm xưa chính là tôi. Thế nhưng tôi chưa bao giờ đề cập đến việc tôi nhìn thấy thí nghiệm Philadelphia gì cả. Ông ta phủ nhận sự việc này. Và thế là truyền thông bèn lập tức viết bài, nói việc này căn bản không tồn tại. Kết quả là mấy ngày sau, ông già này lại đứng ra nói có thí nghiệm Philadelphia. Tức là ông ta liên tục đảo ngược lại những lời mình nói. Cho nên việc này đã dẫn đến rất nhiều tranh luận của mọi người. Sau đó, có một người tên là William Moore, cũng là người yêu thích kiểu hiện tượng siêu tự nhiên. Người này thì điều tra ra được nhật ký hàng hải của con tàu USS Elric. Vừa hay vào đúng mấy ngày diễn ra thí nghiệm Philadelphia thì nhật ký hàng hải của con tàu này không tồn tại. Và điều này càng gia tăng sự nghi ngờ của mọi người đối với sự việc này. Hơn nữa, vào thời kỳ Thế chiến 2, Mỹ thực sự đã từng làm rất nhiều thí nghiệm liên quan việc khử tử của thân tàu này. Đây vốn không phải bí mật, bởi vì bất cứ quốc gia nào cũng đều hy vọng tàu thuyền của mình không bị phát hiện, cũng hy vọng tàu của mình không bị thủy lôi tấn công.
Cho nên, bản thân việc tồn tại thí nghiệm Philadelphia này không phải là vấn đề, chỉ là vấn đề kết quả của thí nghiệm này. Nghe nói, Mỹ chưa bao giờ từ bỏ nghiên cứu phương diện này, chỉ là thay cho nó một cái tên khác. Hiện nay gọi là kế hoạch Montauk, thay thế kế hoạch cầu vồng ban đầu. Kế hoạch Montauk này phạm vi nghiên cứu rộng hơn, bao gồm kỹ thuật dịch chuyển tức thời, kỹ thuật lỗ sâu, kỹ thuật cỗ máy thời gian và kỹ thuật kiểm soát ý thức. Kiểm soát ý thức chính là tẩy não. Thực ra tẩy não chia làm mấy tầng, có tẩy não là ý thức, có là tiềm ý thức, có lại là tiềm ý thức tập thể. Kỹ thuật kiểm soát ý thức này có cơ hội chúng tôi sẽ nói với mọi người sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.